Bạn có nhu cầu mua ác Free Fire, ác Liên Quân, thử vận may uy tín giá rẻ, hãy đến với rikaki.vn, trang web hợp tác chính thức với Rikaki Gaming. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Rikaki Gaming. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái top thú vị tiếp theo. Rất nhiều anh em đã có yêu cầu mình hãy làm lịch sử tất cả những súng chế tác từng ra mắt trong Arena Free Fire đi. Thì thực tế đến thời điểm này chúng ta có 11 cái xưởng chế tác súng đã từng ra mắt trong Arena Free Fire. Và cái xưởng chế tác thì cũng được bán đi bán lại khá là nhiều lần, chứ cũng không phải là hiếm hoi gì. Và trong video này thì ngoài cái việc mà điểm lại những cái chế tác đã từng ra mắt ấy, thì mình sẽ muốn là chấm điểm các cái xưởng chế tác này dựa trên cái quan điểm của mình để xem là xưởng chế tác nào nó đáng mua hơn. Mình sẽ chấm với thang điểm 10 và điểm càng cao thì nghĩa là cái xưởng chế tác đó càng đáng mua nha anh em nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với xưởng chế tác đầu tiên từng ra mắt trong Arena Free Fire về chế tác súng, đó chính là AK Kỳ Lân. Hồi đó mọi người mua AK Kỳ Lân vì nó đẹp thôi, chứ thực tế thì cái bộ AK Kỳ Lân này nó chỉ số khá cùi. Kể cả kim Kỳ Lân, hỏa Kỳ Lân, băng Kỳ Lân, tử Kỳ Lân thì nó không có thực tế, nó không được sử dụng nhiều cho lắm. Thậm chí là nó còn thua cả một khẩu súng skin thường ra mắt trước đó, một skin huyền thoại ra mắt trước đó, đó là AK rồng lửa. Và tất nhiên là sau này so với AK rồng xanh thì nó cũng chẳng ăn thua gì cả. Đó là lý do vì sao mà mình sẽ chỉ để cho bộ AK Kỳ Lân này là 5 trên 10 điểm mà thôi, nghĩa là anh em thừa tiền thì mới mua. Đấy, thừa tiền thì mới mua nhá, còn không thừa tiền thì thôi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái bộ chế tác thứ hai, đó chính là bộ Scar. Thực ra thì bộ Scar này ra sau so với bộ Famas, và cái bộ Scar này thì thực tế là rất nhiều người ở thời kỳ đầu ấy, mọi người nghĩ rằng là uầy, cái khẩu quái thú này nó xịn so con bò ạ, khẩu quái thú nó xịn nên là mình sẽ mua vì nó là 7 đá 3 sớ, vậy mọi người lại không mua khẩu Titan. Đấy, và sau này mọi người phát hiện ra là ối rồi ôi, chết rồi, cái khẩu rẻ hơn thì nó lại mạnh hơn. Thật ra thì Scar ở thời điểm hiện tại nó không còn là cái súng trường mạnh hàng đầu trong Arena Free Fire giống như cách đây 2 năm. Tuy nhiên thì Scar ở các Titan nó vẫn là một cái điều gì đó bắn nó khá phê, và thậm chí là hôm nay thì bên Arena Free Fire cũng bán lại khẩu này đó. Và vấn đề ở chúng ta nằm ở đây, đó chính là đây là một cái sở chế tác tương đối tốt, thậm chí là cả khẩu địa ngục hay là khẩu thiên đường đều là một cái khẩu Scar khá là ổn. Tuy nhiên thì chính vì cái vụ mà bên Arena Free Fire họ chỉnh lại cái giá, họ đưa khẩu Scar của Titan lên thành khẩu đắt nhất, và sau đó thì gọi là hắt hủi cái khẩu đắt nhất, đó chính là cái khẩu quái thú. Thế nên là mình sẽ chỉ cho bộ này 7 trên 10 điểm thôi. Thực ra về chất lượng của bộ Scar này nó xứng đáng 8 trên 10 điểm trên cái thang điểm mà có đáng mua hay không. Tuy nhiên thì mình sẽ chỉ cho nó 7 trên 10 điểm vì cái vụ chỉnh giá nha. Ok, tiếp theo của chúng ta sẽ là Famas. Đây, Famas, bộ Famas thần khí ra trước bộ Scar nếu mà mình nhớ không nhầm. Khẩu Famas thì ở thời ngày xưa ấy, nó có cái vụ Toko Toko đấy, nhấp nhô theo nhịp đấy. Thì cái vụ nhấp nhô đấy ấy, thì nó cũng khá là hay, và nó giúp cho chúng ta bắn headshot dễ hơn. Thế nên là cái chế tác của cái khẩu này lúc đó nó cũng khá là ổn. Sau này thì có một khoảng thời gian thì Famas họ không ai chơi. Tuy nhiên thì khi mà Famatics nó có ở trong Arena Free Fire thì rõ ràng là Famatics nó mang lại cho chúng ta một cái sức mạnh rất là lớn. Những cái khẩu Famas ở trong bộ thần khí này đều ok, trừ khẩu hư không. Còn các khẩu đại dương, thiên lôi cũng như là bá nhật thì đều là những khẩu mà nó gây được sát thương tương đối mạnh, cũng như là nó rất lợi thế. Và đặc biệt khi mà chúng ta cầm với Famatics thì với bộ Famas này mình sẽ cho bộ Famas thần khí 8 trên 10 điểm. Đấy, rất ngon lành ngày nào. Đúng ra thì cũng có thể nó được 9 trên 10 điểm đấy, nhưng mà nó hơi xấu nên mình chỉ cho nó 8 trên 10 điểm thôi. Mấy cái bộ này thì mấy cái khẩu Famas này thì thực tế trông nó không được đẹp cho lắm. Thế nên là anh em cầm thì nói chung là trông nó hơi gọi là gai góc. Đấy, không hợp với những bạn nhỏ. Chúng ta hãy cùng nhau đến với sự chế tác có thể coi là thành công nhất ở trong Arena Free Fire tính đến thời điểm hiện tại về súng, đó chính là MP40 Tứ Quý. Cả 4 khẩu của MP40 trong bộ này đều đáng để sử dụng và đều rất mạnh. MP40 Bích Vàng, Cơ Đỏ, Chuồn Lam và Dô Lục, cả 4 khẩu đều rất mạnh. Bên cạnh đó thì MP40 cũng là một trong súng đi yêu thích bậc nhất trong Arena Free Fire. Vì thế nên cái việc mà mọi người cố gắng sở hữu được cho mình một khẩu Tứ Quý là chuyện hết sức là bình thường. Bên cạnh đó thì khẩu này thì được cái là nó lại còn đẹp nữa. Đấy, nó đã mạnh, nó lại còn đẹp mà mua từ khẩu rẻ nhất tức là khẩu Trường Lam cho đến khẩu đắt nhất thì đều cực kỳ hữu dụng, và nó đều có những cái sức mạnh riêng của mình. Và đây là một trong những bộ súng mà rất nhiều người đã bỏ tiền ra để sở hữu đủ cả 4 khẩu. Thì không biết là anh em trên kênh Rikaki mình thì mọi người có sở hữu đủ cả 4 khẩu này hay không. Về MP40 thì ngay cả về sau này khi mà bên Arena Free Fire họ ra mắt rất nhiều skin MP40, thậm chí là cả MP40 mãng xà thì nó vẫn gây ra rất nhiều những tranh cãi, xem là thậm chí là khẩu huyền thoại, khẩu nâng
nâng cấp mãng xà có mạnh như là những khẩu MP này không, nó tạo rất nhiều tranh cãi. Và thực sự thì cái khẩu MP10 nó là một cái điều gì đó nó quá tuyệt vời trong ADA Free Fire đi. Và rõ ràng là bộ MP10 chế tác từ quý này xứng đáng được 10 trên 10 điểm đấy, trên cái thang điểm của mình đấy. Rõ ràng là bộ này xứng đáng là 10 trên 10 điểm rồi, không thể nào mà chê vào đâu được. Và nếu như mà anh em còn phân vân mỗi khi mà nó ra lại mua ngay đấy, thì thoảng chúng ta thay đổi cái cách mà chúng ta sử dụng MP10 cũng rất là thú vị luôn. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái sở chế tác cũng là một trong sở chế tác rất thành công trong ngang là FIFI, đó là M104 Thanh Trừng. Thì cái bộ 104 này nó có những khẩu như chiến tranh, dịch bệnh, chết chóc, cũng như là cái khẩu cái gì đó tôi cũng không nhớ, nó khẩu màu trắng tên là khẩu gì ta đấy. Và cái khẩu này, bộ này thì nó có một cái sức mạnh cũng rất là đáng kể, với cái việc là cái khẩu M104 này nó tăng chúng ta đó hai tốc độ bắn rất phê. Và đến thời điểm hiện tại nó vẫn đang là một trong những khẩu M104 phê nhất trong ngang là FIFI. Thậm chí là sau này khi mà 04 Long Tộc ra, tức là cái khẩu súng nâng cấp huyền thoại của M04 ấy, thì người ta vẫn tiếp tục sử dụng khẩu chiến tranh. Và rõ ràng rằng đây là một trong sở chế tác mua rất đáng tiền trong ADA Free Fire. Bên cạnh đó thì cái ngoại hình của nó cũng quá đẹp nữa. Đấy, ngoại hình của nó cũng quá đẹp. Điểm trừ duy nhất của cái bộ M04 này ấy, là nó không khắc phục được nhiều cái vấn đề thay đạn với những cái khẩu M04 này. Bên cạnh đó thì cái đợt mà bộ M04 này ra mắt ấy, thì cái giá để mở ra được bộ này là khá cao. Thế nên là bộ này mình sẽ để nó là 8 trên 10 điểm. Nó vẫn chưa thể nào mà hoàn hảo như là bộ MP40 từ quý được, nhưng về cơ bản thì đây cũng là một trong những sở chế tác rất tốt trong ADA Free Fire. Sở chế tác tiếp theo của chúng ta sẽ nhắc đến ở đây, một sở chế tác ra mắt trong đợt Halloween, đó là XM8 ma quái. Thì XM8 thì thực ra ấy, thì cái bộ XM8 ma quái này ấy, một trong vấn đề của nó không phải là nó không mạnh, mà vấn đề là nhìn nó xấu. Đấy, vấn đề là nhìn nó xấu, thế nên là mọi người là vẫn sử dụng đó là XM8 quái thú. Đấy, thế nó mới đau. Đấy, nhiều khi là bạn là một người tốt nhưng mà bạn lại không được đẹp, thế là đâm ra người ta lại không có cảm tình với bạn. Cay không, cay không. Đấy, quá cay rồi, bán thịt say luôn. Thì về cơ bản thì bộ XM8 này cũng có một vài khẩu khá ok, ví dụ như là khẩu khói ma hay là khẩu bão lửa, thì mấy khẩu này theo mình đánh giá là nó cũng khá ổn. Tuy nhiên thì cái ngoại hình của bộ này nó xấu quá, thế nên là bên ADA Free Fire cũng không bán được cái bộ này nhiều. Mà bên cạnh đó thì người ta vẫn sử dụng chủ yếu là khẩu quái thú để bắn mà thôi. Sau này thì có XM8 lôi thần, thì chắc là mọi người sử dụng khẩu lôi thần vì khẩu lôi thần trông nó rất là đẹp. Thế nên là XM8 ma quái mặc dù nó tốt nhưng mà vì nó xấu nên mình sẽ chỉ cho nó là 6 trên 10 điểm mà thôi. Và anh em thích thì cứ mua, nhưng mà mua xong thì anh em đừng hối hận nha. Và cái bộ tiếp theo chúng ta sẽ đến đây, đó là bộ chiến tha cá chiên, đó là sở chế tác của P90. Thì thực tế thì bộ chế tác này nó gặp một cái vấn đề ấy, là những cái skin trước đó của P90 nó quá mạnh. Đó là P90 hành quyết và P90 phi vụ triệu đô. Đó là những skin quá mạnh, thế nên đâm ra khi mà P90 chiến ga nọ ra thì cái khẩu chiến ga hổ phách này cũng không phải là một khẩu súng tồi, cũng như là một số khẩu chiến ga lục bảo hay chiến ga hồng lam ngọc các thứ gì đấy thì nó cũng được, chứ nó cũng không phải đến nỗi tồi đấy, bắn nó cũng khá là ok. Tuy nhiên thì bởi vì là mọi người chủ yếu đợt trước đó mọi người đã sở hữu một trong khẩu P90 rất là mạnh, đó là khẩu P90 phi vụ triệu đô. Đấy, trước đó nữa ấy, có P90 hành quyết, toàn những khẩu mạnh, và thậm chí là có cái khẩu P90 bóng ma cũng mạnh luôn. Thế là đâm ra là cái bộ chiến ga cá chiên này nó hơi đen và nó ít được đón nhận bởi người chơi, mặc dù là trông ngoại hình nó khá đẹp, trông giống mấy cái xe đua. Và cái bộ P90 chiến ga này thì nó chỉ đáng giá nó khoảng 6 trên 10 điểm mà thôi. Đấy, đây là một trong bộ tốt, đẹp nhưng mà lại ra không đúng thời điểm. Đấy, anh em biết đúng người nhưng mà sai thời điểm thì nó cũng không ăn thua. Đấy, không ăn thua khi mà trước đó nó đã có rất nhiều khẩu P90 ngon rồi. Tiếp theo thì cũng là một sở chế tác mà cá nhân tôi cảm thấy khá khó hiểu bên ADA Free Fire, đó là bộ chế tác M4A1. M4A1 thì có bộ chế tác địa ngục, và thực tế là đợt gần đây ấy, thì M4A1 nó lên đời với việc là chúng ta có thể nâng lên M4A1Z sức mạnh rất là ok la luôn, bắn nó phải gọi là ối dồi ôi luôn. Nhưng mà cái bộ này nó cũng gặp một vấn đề, mà thậm chí là vấn đề nó còn nghiêm trọng hơn là bộ P90. Đấy là bởi vì những cái skin súng ra trước đấy của nó ấy, thì nó lại thậm chí là mạnh hơn hoặc là ngang bằng với cái bộ khẩu đắt nhất ở trong bộ địa ngục này. Cái bộ M4A1 địa ngục này ấy, thì nó chỉ có mỗi bộ khẩu địa ngục dung nham là ok thôi. Ba khẩu còn lại chỉ số nó khá phèn và cũng khá là khó sử dụng. Trong khi đó thì ui rồi ôi, chúng ta nào có là M4A1 siêu công nghệ, M4A1 thiết quyền, M4A1 rừng xanh, M4A1 thảm họa.
và thậm chí là những khẩu M41 đó nó mạnh không kém gì so với khẩu địa ngục dung nham. Thì khi mà đã có ít nhất là một trong bốn cái khẩu mà mình đã vừa liệt kê rồi thì còn ai mua khẩu M41 địa ngục nữa. Đấy, khổ lắm anh em ạ. Cái này ấy thì nó cũng xịn. Thật ra khẩu M41 địa ngục này bắn cũng ngon, nhưng mà khi mà bạn đã sở hữu đến 4-5 khẩu trước đấy rồi đấy mà với chỉ số nó cũng na ná như nhau thì các bạn mua thêm làm cái gì nữa. Thế nên nhẹ nhàng khẩu này 4 điểm, và có lẽ đây là một trong những cái xưởng chế tác mà ít người muốn mua nhất trong Ana Free Fire. Ok, sau cái xưởng chế tác M41 thì chúng ta lại có một xưởng chế tác khá ngon, đó là bộ UMP. Bộ UMP thì từ xưa giờ nó cũng có một vài skin ngon, ví dụ như là skin nghệ sĩ tử thần đấy. Tuy nhiên thì cái mật độ, cái số lượng skin UMP thì nó không được nhiều cho lắm. Bên cạnh đó thì bên Ana Free Fire ra cái bộ UMP hệ thú này thì bộ này nó lại được cái đẹp đấy, bộ này phải nói là nó đẹp đấy, chỉ số nó lại ngon đấy. Cái UMP này thì cả bốn khẩu đều khá là ngon đấy, cả bốn khẩu, cả khẩu ngựa, khẩu gấu, khẩu hổ và khẩu khủng long nhong nhong thì đều rất là ngon. Và thực tế thì mình cũng rất là thích dùng cái bộ UMP này. Thì thời gian tới thì UMP sẽ có chúng ta đó khẩu UMP nâng cấp. Tuy nhiên thì mình vẫn sẽ nghĩ rằng là mọi người vẫn sẽ tiếp tục sử dụng khẩu UMP khủng long này, tại vì khẩu này bắn nó rất ổn định, sát thương nó bắn tốt, headshot nó lại dễ nữa. Và UMP hệ thú thì mình sẽ để cho cái bộ này đó là 8/10 điểm. Đấy, vấn đề vì sao nó không được 9/10 điểm hay 10/10 điểm ấy là tại vì thực ra UMP nó vẫn không phải là một súng quá mạnh trong Ana Free Fire. Đấy, nó vẫn không ở cái tầm mà được yêu thích như UMP. Đấy, bây giờ ấy chỉ có như là MV10, bây giờ mà để cạnh tranh MV10 chỉ có là bao giờ bên Ana ra xưởng chế tác của M887 thì may ra chắc là đọ được. Chúng ta cùng nhau đến với một xưởng chế tác tiếp theo, một xưởng chế tác rất là đẹp trong Ana Free Fire, đó là M60. M60 thì chúng ta có những cái skin súng với ngoại hình cực đẹp như là Thanh Long Bạch Hổ, tên này còn hay nữa cơ. Đấy, Thanh Long Bạch Hổ, Chu Tước Huyền Vũ, đấy, tên bắn thì cũng được. Đặc biệt là hai khẩu Thanh Long và Bạch Hổ nó theo hai phong cách khác nhau. Thì thực tế là cái bộ M60 này là một trong những cái bộ mà cũng rất là yêu thích và giá nó cũng khá chát khi mà nó mới xuất hiện. Cái bộ M60 này ấy, thì nó lại cũng ra tương đối hợp thời khi mà M60 mới được nâng cấp trong Ana Free Fire, khi mà ngồi xuống chúng ta bắn mạnh hơn. Nhưng mà chỉ có M60 nhá, còn M60i thì lại ngồi xuống thì nó không có đặc tính gì cả. Tôi không biết cái đấy là lỗi hay gì. Và bộ M60 Tứ Linh này mình sẽ để là 7/10 điểm. Thì thực ra có một số bạn thì nếu mà sông xanh hơn ấy thì sẽ cho nó 8/10 điểm. Tuy nhiên thì M60 nó không phải là một skin súng, không phải là súng quá phổ biến ở trong việc cày rank, và nó không phải là súng quá là yêu thích trong Ana Free Fire. Thế nên mình nghĩ là 7/10 điểm là hợp lý rồi, bởi vì là nếu như phải lựa chọn giữa những bộ skin súng khác ấy thì có lẽ là người ta vẫn sẽ sử dụng những cái skin súng được yêu thích hơn là khẩu M60. Và cuối cùng thì sẽ là cái chế tác mới ra mắt nhất trong Ana Free Fire, đó chính là cái xưởng chế tác MP5 Ma Pháp, MP5 Pháp Sư, MP5 Ma Pháp gì đó tôi không nhớ chính xác nữa. Và cái bộ MP5 này ấy, thì nó có một cái chỉ số cũng khá là tốt, thậm chí là các khẩu này thì cái chỉ số nó cũng khá đều, và nó cái khẩu mạnh nhất là nó khẩu hỏa pháp thì cá nhân tôi thấy bắn cũng được, cộng thêm tầm xa giúp chúng ta có thể gây ra tối ưu hóa sát thương hơn. Thực ra thì trước đây thì chúng ta đã có khá là nhiều những cái khẩu MP5 rồi. Tuy nhiên thì cái khẩu MP5 này cá nhân mình đánh giá là dùng nó vẫn được và nó cũng có những cái sự khác biệt so với ở những khẩu MP5 mà chúng ta đã từng có. Với cái bộ MP5 Ma Pháp này ấy, mình sẽ cho nó 7/10 điểm, bởi vì vấn đề của nó cũng là nó ra không đúng thời điểm cho lắm. Thì chúng ta ai cũng đã có ít nhất một cái khẩu MP5 mà có cho mình đó là hai tốc độ bắn rồi. Thế nên là cái việc là có thêm khẩu ma hỏa pháp hay không có khẩu hỏa pháp nó không ảnh hưởng quá nhiều. Tuy nhiên thì đây cũng là một cái bộ súng mà theo mình đánh giá là nó cũng được. Ok, và đó là cái phần mình đã điểm lại toàn bộ 11 xưởng chế tác trong Ana Free Fire liên quan đến súng, cũng như là chấm điểm. Anh em có những cái thay đổi gì hay có những gì đồng ý hay không đồng ý với ý kiến của mình, hãy comment phía bên dưới nha. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn. Và nếu như đây là đầu tiên bạn đến với kênh mình, đừng quên like và subscribe nha. Bye bye.